Hello mọi người. Hôm nay là chiều thứ năm. Dũng đang đi về sớm để đón con. Xong rồi Dũng về tới chỗ đón con thì Dũng lại làm việc tiếp. Đó. Rồi đón con xong đi về nhà lại họp tiếp. Thì hôm nay mình làm clip nó free flow một chút nha. Tức là mình sẽ không có mục hỏi đáp. Vẫn còn một vài câu hỏi trên kia nhưng mà chắc chiều hôm nay thì free flow một chút thôi. Đó. Dũng muốn nói về một cái chủ đề một vài thứ mà Dũng quan sát được từ các bạn anh chị em Việt Nam nhà mình trong cái môi trường của Dũng làm, chứ không phải là tất cả mọi người nha. Đó. Thì cái thứ mà Dũng muốn tái xác nhận đó là người Việt Nam của mình rất giỏi, và người Việt Nam mình có thể làm được những thứ các bạn ở nước ngoài làm được. Đó, nói chung là về mặt công nghệ thông tin thôi. Đương nhiên thì những cái kiểu giống như là ChatGPT-4 này kia thì cứ nói là mình giỏi, mình muốn làm được thì chưa chắc mình đã làm được. Nhưng mà đại khái rằng là người ta làm cái gì được thì mình cũng có thể làm được. Vấn đề ở chỗ rằng là chúng ta không có trùi rèn cái năng lực của chúng ta. Chúng ta không có trùi rèn cái kỹ năng của chúng ta. Nên là cái năng lực của chúng ta sau, ví dụ sau 10 năm, sau 20 năm, sau 30 năm, nó không có phát triển lên mà nó lại đi xuống. Đó. Kiểu giống như là có nhiều người bảo là ngang tuổi 40 rồi thì cốt làm gì đó. Tại vì lúc đó thấy coi như mọi thứ của mình nó xuống dốc rồi, đúng không? Thì thực tế mà nói rằng là nếu mà các bạn luyện tập đều đặn thì các bạn có thể vẫn giữ được phong độ và thậm chí còn làm được nhiều điều tốt hơn, kể cả khi bạn ở độ tuổi 40 hay 50 hay 60. Và nếu mà mindset của mình mà mình cứ nghĩ rằng là coi như là tới ở độ tuổi này là mình đã hết nhớt rồi, rồi mình không còn sung sức giống như ngày xưa, mình không còn coi như là có thể làm được những chuyện mà ngày xưa mình làm, thì Dũng phải nói câu vậy nè: thực ra các bạn có thể làm được nhiều chuyện tốt hơn ngày xưa các bạn làm. Các bạn có thể giỏi hơn nhiều so với cái trạng thái của ngày xưa. Và 40 tuổi nó là đỉnh dốc về mặt gọi là sức khỏe vật lý, nhưng mà về mặt trí tuệ thì bạn vẫn có thể bồi đắp, bạn vẫn có thể phát triển được, bạn vẫn có thể minh mẫn được cho tới khi nào bạn bị Alzheimer cho tới khi nào bạn bị bệnh lãng này kia. Chứ từ 40 cho tới 65 tuổi, 70 tuổi bạn vẫn có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau, vẫn có thể coi như là làm được những điều tuyệt vời đó. Nên cái mindset của chúng ta nó bị chúng ta gò bó trong một cái mindset gọi là một cái tư duy nó cũ, nó hủ lậu, thì đương nhiên cái kết quả nó cũng sẽ như vậy. Kiểu giống như là cứ nhảy xuống nước mà chắc chắn là ta không bơi được,
thì sẽ không bao giờ bơi được, đúng không? Nhưng mà cứ tập đi cho tới khi nào bơi được thì tự nhiên nó sẽ bơi được thôi. Đó, nên là thành ra ở góc độ của Dũng thì Dũng thấy người Việt Nam rất giỏi, có thể làm được rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà vấn đề là chúng ta bị thiếu, đâu đó chúng ta thiếu một số thứ. Mà cái thứ thiếu lớn nhất của chúng ta mà do cái văn hóa onshore offshore, do cái business về outsourcing á, nó làm cho chúng ta bị mất đi một thứ cực kỳ quan trọng. Đó là cái tinh thần ownership, và thêm cái nữa là cái tinh thần về mặt entrepreneurship. Chúng ta bị thiếu và yếu hai cái đó. Ownership là gì? Cái làm chủ, cái sự làm chủ, cái tính chịu trách nhiệm. Thì ví dụ giống như là ba mẹ bạn mua cho bạn cái nhà, nhưng mà họ cho bạn cái nhà mà họ không có cho bạn giấy tờ nhà. Họ mua, họ cất giấy tờ nhà riêng, họ không đưa cho bạn. Thì bạn sẽ nhận cái căn nhà đó một cách miễn cưỡng. Bạn có bỏ tiền bạc ra để bạn trang trí rồi trang cấp cho căn nhà hay không? Có thể có mà cũng có thể là không. Tại vì đối với bạn thì có thể cái đó nó cũng chưa có thuộc cái sự sở hữu của bạn. Thì bản thân cái trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi người Việt của chúng ta cũng không có trao cái autonomy, cái quyền tự quyết cho coi như là các cái layer ở dưới hơn. Và khi mà chúng ta không có được thực hành cái tính chủ động, cái quyền tự quyết, cái khả năng tự ra quyết định, tự chịu trách nhiệm, thì chúng ta trở thành những cái người mà chỉ chuyên đợi chỉ thị của người khác, đợi lệnh của người khác, đợi task người khác giao và chúng ta làm. Thì đa phần của anh em của chúng ta đa phần đều là doer, tức là làm một cái việc gì đó thì chúng ta chỉ cố gắng là làm cho nó xong, chứ không phải là làm cho nó tốt hơn đó. Hoặc là không có treat cái vấn đề đó là vấn đề của chính mình, đúng không? Và chúng ta cứ bó trong cái khuôn như vậy. Ủa? Ngay cả khi mà ví dụ các bạn tham gia vào một cái dự án, và công ty của bạn là một công ty outsourcing, thì bạn không có cảm giác được rằng là cái dự án đó là dự án của chính bạn hay là của chính công ty bạn, và bạn làm cho nó có hoặc là làm cho nó xong đó. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp cái product đó là của chính công ty bạn, bạn cũng có cái tinh thần trách nhiệm như là một cái người chủ, thì bạn sẽ làm cho nó trở nên tốt nhất có thể. Thì đâu đó Dũng thấy không có nhiều người có cái tinh thần đó với những dự án họ làm, hoặc là với những cái chuyện xung quanh xảy ra xung quanh họ. Và nó dẫn tới một cái câu chuyện rằng là chúng ta bỏ đi rất là nhiều cơ hội, và chúng ta làm hỏng chính chúng ta. Tại vì sao? Tại vì nếu mà trong quá trình bạn làm việc, bạn tìm thấy một cái cơ hội để cải tiến, để làm cho nó tốt hơn, và bạn bỏ qua, bạn không có thực sự cải tiến nó, bạn làm rất nhiều task nhưng mà các bạn làm cho có, code bạn còn đất ra thì quality không có đến nơi, nhưng mà bạn cũng không có đốt down những cái dev, những cái technical dev của bạn, và bạn không có cái daily và incremental improvement cho cái code quality của chính bạn. Và nó dẫn tới rằng là bạn làm mọi thứ thì cái chất lượng của nó chỉ ở cái mức tầm tầm, và không có đạt được coi như là cái đẳng cấp về mặt kiểu giống như là đẳng cấp mà ở một cái global standard về những thứ mà bạn produce, những thứ bạn tạo ra đó. Thì vô hình chung á, là chúng ta đang làm hạn chế cái khả năng của chính người Việt của chúng ta khi mà chúng ta làm việc với thái độ, với tinh thần, với trách nhiệm mà nó chỉ như là một doer,
chứ không phải là một cái người doing their business, thấy không? Họ đang làm những cái công việc mà họ cho chính họ, cho kinh doanh của họ, và làm tốt nhất có thể, thì nó có vẻ như là nó đang thiếu cái đó, thiếu cái tinh thần trách nhiệm đó. Nên là cái gì mà chúng ta không có cái sự đầu tư, không có cái sự chỉnh chu, thì đương nhiên kết quả nó chỉ là nửa vời, luôn luôn là vậy. Nên ví dụ ngày xưa Dũng chụp hình xong, Dũng chỉnh nhanh xong rồi Dũng bỏ cái hình vô là xong. Thì các bạn biết hậu quả là gì biết không? Đôi khi cái lens nó có hạt bụi, vậy là cái hình nó bị một cái vết ố đen ở trên. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp Dũng phát hiện ra cái hạt bụi thì ảnh của Dũng nó sẽ không bị vậy. Hoặc là Dũng phát hiện ra cái vết ố đen nó sớm, chỉnh chu trong từng cái tí một, thì bức ảnh của Dũng nó sẽ đẹp, và Dũng sẽ không có tốn một cái bản in. Khi mà in ra rồi và phát hiện ra có cái dấu đen thui nó nằm trên hình, nó rất là khó chấp nhận nếu đứng xét trên phương diện về quality. Mà đó là mình đang làm cái thứ của mình nha, đó, làm thứ cho mình đó, mà mình còn chưa có chỉnh chu thì làm sao mình làm chuyện khác nó chỉnh chu được. Đó là một cái mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Thì cái việc mà chúng ta không có coi nó giống như là giống như là một cái sản phẩm của chính bản thân, không coi cái công việc đó là một cái thứ việc mình cần phải làm tốt nhất có thể, thì dần dà chúng ta làm cái gì chúng ta cũng chỉ làm phớt phớt, làm cho qua đó. Nếu chúng ta mà change được cái mindset đó, shift được cái mindset của chúng ta đi qua một cái mode mà có tinh thần trách nhiệm hơn, chú trọng về quality hơn, chú trọng về chất lượng của những cái deliverables mà chúng ta mang lại cho khách hàng hơn, thì likely đi đâu chúng ta cũng sẽ thành công đó. Và ăn cái kẹo cho nó đỡ ho. Mày nói cái thứ nhất rồi, còn cái thứ hai là gì? Cái điểm thứ hai là người Việt Nam của chúng ta có một cái cao chờ, đó là biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Và chúng ta rất sợ bị xấu mặt, rất sợ phải nói một điều gì đó mà nó không đúng. Mà cái đó là có lẽ là do ba mẹ của chúng ta, gia đình của chúng ta từ nhỏ không có khuyến khích chúng ta nói lên cái suy nghĩ của mình. Mà khi chỉ cần nói sai là sẽ bị blaming ngay, sẽ bị coi như là chọc quê ngay. Nên chúng ta thường có một cái sự lựa chọn là im lặng. Vô trong các cái diễn đàn, vô trong các cái cuộc discuss, chúng ta quá sức im lặng và chúng ta không có nói lên được cái suy nghĩ của mình, và chúng ta không có sự đóng góp, và chúng ta nhường diễn đàn của chúng ta cho người khác, thì vô hình chung là không ai nhìn ra được cái điểm mạnh của chúng ta cả. Khi bạn là không làm gì cả thì làm sao người ta phát hiện ra được năng lực và khả năng của bạn. Đó.
thì muốn phát triển hơn, muốn tốt hơn, muốn giỏi hơn, thì bắt buộc là chúng ta phải chịu khó lăn xả, chịu khó nói, chịu khó học tập mỗi ngày. Và có cái tinh thần thái độ với mọi cái việc mà mình làm. Đã không làm thì thôi, làm là chất lượng phải tốt, làm là phải tới nơi tới chốn, làm là làm tốt nhất trong cái giới hạn mà mình có thể làm được. Cho dù nó chỉ là một cái trò chơi, hay là nó là một công việc, hay nó là một cái dự án, với cái tinh thần thái độ như vậy thì chúng ta sẽ phát triển vượt bậc. Và thực tế mà nói rằng là khi Dũng nhìn những cái thứ đồ mà người ta làm hoàn chỉnh, chỉnh chu mà không chỉ vậy nữa, còn think through nữa, tức là phải nghĩ rất là kỹ nữa, từng tí một, để mà đảm bảo rằng là cái sản phẩm của người ta phải tốt. Bạn có thể nhìn thấy được các cái sản phẩm cơ khí của người Mỹ người ta làm. Bạn bỏ ra 1-2 triệu, ví dụ cái này có giá hơn 2 triệu, nó gắn vào trên cái điện thoại của Dũng, và đó đóng vai trò như là một cái tripod. Khi Dũng dựng lên, nó trở thành cái tripod, nó sẽ có 5 châm, nó hít vô cái điện thoại và nó đứng tốt. Và họ làm rất là chỉnh chu, cái này của Peak Design. Họ còn để thêm một cái ốc vít nữa nằm ở đây, bạn chỉ cần đè nó xuống cái là nó ra cái vít, bạn có thể tháo ra và bạn có thể vặn chặn cái chốt, cái đầu ball head này này, để nó cứng hay là nó mềm, để nó có thể giữ được cái điện thoại của bạn. Bạn có thể để như vậy để bạn dựa cái điện thoại của bạn và bạn có thể đọc được. Và sau tất cả thì bạn chỉ cần gấp gọn là xong. Đó. Và nó đính trên cái điện thoại của bạn với rất là mỏng, gọn gàng, cứng cáp, không nhẹ nha, tại vì tripod thì không thấy nhẹ được, nhưng mà rất là mỏng và gọn gàng và cứng cáp và chỉnh chu. Và các bạn biết Peak Design nó bán cái gì cũng đắt hết đó. Nhưng mà một người như Dũng không có tiết tiền với Peak Design. Vì sao vậy? Cái thứ họ làm nó chỉnh chu quá, nó tốt quá. Bây giờ các bạn nghĩ coi ha. Một cái bạn tầm cái khoảng 23-24 tuổi đi làm ở bên Mỹ, học ở bên Mỹ, làm ở bên Mỹ, xong rồi làm các cái clip dạy về kỹ năng mềm, dạy về kỹ năng lập trình cho các bạn, làm rất tốt, rất chỉnh chu, tạo ra các cái hiệu ứng, làm khi mà làm vlog, đương nhiên cái clip đó sẽ được nhiều người, nó sẽ catch cái eyes của nhiều người hơn là những cái clip của Dũng. Mấy clip của Dũng á hả, thu vội, ngồi trên xe, vừa chạy vừa nói đó, suy nghĩ không có document lại, nghĩ gì nói đó. Có thể nó cũng hay thiệt, nhưng mà làm sao bằng những người mà người ta chuẩn bị rất kỹ được, đúng không? Và thậm chí là có hay hơn cả những cái nội dung mà những người chuẩn bị rất kỹ người ta làm rồi. Thì nếu Dũng chuẩn bị kỹ giống như mấy người đó thì thậm chí nó còn hay hơn nữa. Và những cái clip Dũng làm nó còn attractive hơn nữa. Vấn đề ở chỗ là trong cuộc sống chúng ta luôn làm mọi thứ nó chỉ đơn giản, nó phiến phiến như vậy. Dũng có thể có cái excuse rằng là Dũng không có nhiều thời gian, mà đúng là vậy thiệt. Nhưng mà có nhờ, ai da, sorry mọi người, nhức đầu quá.
xoăn lên. Nhờ làm phiên phiến mà sáng nào cũng quay, quay xong post liền, cho nên là bây giờ cũng có rất nhiều clip để phục vụ cho mọi người. Và khi mà Dũng làm theo cái lối phiên phiến như vậy thì Dũng hoàn toàn không có một cái high expectation nào, không có mong chờ gì nhiều. Từ cái chuyện là mình làm các cái clip đó xong thì mình sẽ thu hút được rất nhiều người nghe, người xem, hay là mình trở nên nổi tiếng, hay là mình có thể kiếm được nhiều tiền. Không có cái mục tiêu gì trong đó cả. Nó chỉ đơn giản thôi. Dũng biết đó là ở cái độ tuổi của Dũng, lúc mà Dũng ở cái độ tuổi mà tầm 20 mấy 30, nếu trong trường hợp mình được nghe một cái câu chuyện, mình được nghe được cái suy nghĩ của người khác, những người đã đi trước của mình chia sẻ về những cái vấn đề mà mình đang trải qua, thì nó sẽ là một cái nguồn thông tin rất là tốt để mình có thể tham chiếu và mình có thể chọn cái lựa chọn của mình nó đúng đắn hơn. Và Dũng chỉ đang làm đúng cái điều đó, giống như là một cái người bạn thôi, chia sẻ như, hay là như một người anh đó, chia sẻ những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình cho mọi người. Và với hy vọng rằng là nó cũng mang lại một chút lợi ích nào đó. Cho tất cả mọi người thôi. Nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà muốn thành công, muốn làm thiệt tốt, muốn có kết quả phải làm thiệt tốt. Bây giờ các bạn hỏi thử xét, tự đặt câu hỏi. Tại vì sao cái ly cà phê ở Trung Nguyên Legend, ở Starbucks, rồi ở coi như là Highland nó đắt, mà thậm chí là nó đắt hơn cái gì ta, Coffee House, thì bạn phải coi cái sự chỉnh chu của từng cái sản phẩm họ bán và cái tính đồng nhất nhất quán giữa các cái sản phẩm họ làm, thì bạn mới thấy rằng là bàn ghế mà của Starbucks mà nhập về hoặc là để cho bạn ngồi nó rất là chắc chắn, nó có thể tồn tại được tới cận tận cả 100 năm. Bàn ghế ở Highland cũng rất chắc chắn, rất ổn. Bàn ghế ở Trung Nguyên nó cũng vậy. Không gian nó thoáng, nó không có bị tù, không có sắp quá nhiều ghế vào nhau. Highland thì không có được như vậy. Highland thì nó sâu bồ hơn. Starbucks thì nó đỡ hơn, nó ít sâu bồ hơn. Chất lượng mọi thứ, ly tách các kiểu này kia, Starbucks là ở một cái level tốt hơn so với Highland, đương nhiên giá nó cao hơn. Thì chúng ta phải hiểu rằng là gì, mọi thứ nó có điều có giá của nó. Bạn làm ra cái output nó quality nó không cao thì mà người ta vẫn chấp nhận là bởi vì giá của bạn nó quá rẻ, thậm chí đôi lúc nó rẻ mạt. Nhưng mà bạn làm với quality nó cao mà giá bạn rẻ thì sẽ nhiều khách hàng nó sẽ tìm tới, và bắt buộc là bạn thấy được cái sự cạnh tranh, bạn thấy được cái nhu cầu, bạn sẽ nâng giá của bạn lên. Nhưng mà quality bạn tốt người ta vẫn tìm tới. Nhưng nếu mà bạn đòi giá cao mà quality không tốt thì không ai tìm tới bạn. Đó là cái vấn đề. Và nhiều khi chúng ta phải tự hỏi tại vì sao lương của chúng ta nó không có đã, hoặc là chúng ta không có được ủng hộ để được tăng lương, hoặc là chúng ta làm bị chê về mặt quality này kia. Bạn làm cái gì mà nó tốt, nó đàng hoàng, nó chỉnh chu là người ta đánh giá bạn cao, người ta sẽ phải trả cho bạn xứng đáng, tưởng thưởng xứng đáng đó. Nhưng mà cũng có đôi khi có
những thứ bạn làm ra nó chất lượng nhưng mà giá nó vẫn thấp. Nhưng mà không sao cả, bạn cần phải set cái quality cho cái sản phẩm của bạn và làm cho nó đàng hoàng. Làm không đàng hoàng được thì thôi nghĩ làm khác đó, chứ không nhất thiết phải coi như là hy sinh cái chất lượng của mình đó. Mình vẫn thấy có rất nhiều người họ làm ra các cái sản phẩm mà họ rất là chịu khó làm, rất là chỉnh chu, nó có lý do cả. Và đôi khi mà khi mà họ bị cạnh tranh quá dữ, họ không có giữ được cái chất lượng giống như vậy nữa, thì họ thà thôi không làm, họ đi qua làm nghề khác chứ họ không có tiếp tục. Nếu là mình thì mình cũng sẽ theo cái hướng như vậy. Giờ để mình kiếm một cái chỗ. Kiếm một cái chỗ để đổ. Kiếm chỗ để xe.